Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 183. Ở cuối tập trước, sau khi thần sắc của Huyết Thần Tử trở nên dữ tợn, thân thể lùi về phía sau. Tay áo nhanh chóng phất lên, từng phiến lớn thiên địa nguyên lực sử dụng theo một phương pháp. Có thể làm tinh không tan vỡ, thay đổi cả quy tắc, điên cuồng nổi lên. Giết ngươi thì như thế nào? Thanh Thủy hạ một bước xuống, cả người bước lên, tay phải chụp một chảo vào khoảng không, lập tức khí âm hàn tràn liền ngập, hóa thành một khối không khí màu đen. Ánh mắt Huyết Thần Tử lộ ra vẻ quyết đoán, thân mình thể lùi về phía sau, chỉ một bước đã đi tới bên cạnh Diêu Vân. Tay phải điểm một cái ở mi tâm, lập tức hai mắt Diêu Vân mạnh mẽ mở ra, thân mình nhanh chóng co rút lại. Trong phút chốc, phảng phất huyết nhục và nguyên thần toàn thân toàn bộ giống như bị vật trong cơ thể vật hấp thu cắn nuốt. Một tiếng động thê thảm theo ra từ trong miệng hắn truyền ra, hai mắt Diêu Vân lập tức đầy áp các tơ máu. Chỉ có điều trong nháy mắt này, trong mắt hắn vẻ mê man và đục ngầu cũng là tiêu tan, xuất hiện một chút sự tỉnh táo. Ở phía trên đỉnh đầu của hắn, hư ảnh cổ yêu biến ảo mà ra, so với lúc trước thì ngưng thật hơn cũng không ít. Giống như cắn nuốt thuốc bổ nhanh chóng từ trong cơ thể Diêu Vân bay ra. Trong quá trình này, thân thể Diêu Vân trở nên nhanh chóng suy kiệt, không ngờ chỉ còn da bọc xương. Huyết nhục toàn thân hắn, thậm chí nguyên thần, dĩ nhiên toàn bộ bị hút đi, dung nhập vào trong cơ thể cổ yêu. Trong mắt Diêu Vân lại càng thêm sự thanh tỉnh, mang theo một tia cười thảm, hắn nhớ tới những ký ức đã ngàn năm vẫn tìm không thấy. Diêu gia đã không còn. Thân thể hắn từ giữa không trung rơi xuống, hướng về phía dưới mà đi. Trên thân thể hắn, hồn phách cổ yêu chi hồn lao ra, mang theo yêu khí nồng đậm, dung nhập vào trong cơ thể Huyết Thần Tử. Hết thảy những chuyện này đều chỉ phát sinh trong giây lát, Huyết Thần Tử hấp thu yêu hồn. Yêu khí toàn thân trở nên dồi dào, hai mắt lộ ra u quang, tay áo phất lên, tay phải xé một cái trên hư không. Chỉ nghe thấy xoẹt một cái, trên hư không vỡ ra một khe hở thật dài, một cái cổ đăng từ phía trong chậm rãi bay ra. Thanh Thủy, ngươi muốn tìm lấy cái chết, đừng trách lão phu thí tiên. Thần sắc Huyết Thần Tử trở nên dữ tợn một cách đáng sợ, một thân thể cổ yêu hư ảo thật lớn cao khoảng chừng 10 trượng. Bỗng nhiên ngưng hóa xuất hiện, hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào Thanh Thủy, phát ra rít gào vô thanh vô tức. Thần sắc Thanh Thủy vẫn lạnh lùng như trước, ánh mắt vẫn không nhìn Huyết Thần Tử mà nhìn chằm chằm về thân thể yêu vật hư ảo. Khoảng chừng 10 trượng đang kéo dài trên không trung của đối phương, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Tại thời điểm này, mắt phải của hắn lóe ra ánh hồng quang, bên trong tràn ra một luồng sáng đỏ sẫm tới cực hạn. Một luồng sắc khí nồng đậm dũng mãnh hiện ra. Một bước tiến lên, cả người Thanh Thủy bỗng nhiên áp sát lại gần, trên tay phải một đoàn khí đen lập tức bành trướng. Trong phút chốc hóa thành chiều cao 3 trượng, thẳng tiến đến Huyết Thần Tử. Bộ mặt Huyết Thần Tử thật dữ tợn, chỉ về cổ đăng ở phía trước, cũng không phải chỉ có hắn cử động. Ngay cả cổ yêu kéo dài ra từ thân thể hắn cũng nâng yêu chảo khổng lồ kia lên, chỉ một cái vào cổ đăng. Phía trên cổ đăng này vẫn luôn duy trì một ngọn lửa, cách đó không xa là Vương Lâm. Tại khoảnh khắc cổ đăng xuất hiện, đôi mắt chợt trở nên chăm chú. Hắn rõ ràng nhìn thấy tại bức đèn của cổ đăng kia có một hư ảnh của một cô gái, phảng phất như đang dãy giụa, dường như đang bị ánh lửa kia thiêu đốt, một sự bi thương không nói lên lời tràn ngập trong cả tinh không. Huyết Thần Tử điểm tới một chỉ, ngọn lửa của cổ đăng trong nháy mắt bùng lên dữ dội, gần như trong phút chốc lập tức phình to ra. Trong ngọn lửa một hư ảnh đầu cổ yêu bỗng nhiên xuất hiện. Bộ dáng cổ yêu này và yêu vật bên ngoài thân thể Huyết Thần Tử gần như giống nhau như đúc. Nhưng từ đó lại truyền ra một khí tức hùng mạnh đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Vừa rất xa yêu vật bên ngoài thân thể của Huyết Thần Tử, giống như ánh sáng của ngọn đèn dầu và ánh trăng. Đây mới chính là bản thể. Mắt Vương Lâm chợt lóe sáng, trong lòng hắn lúc này đã hiểu ra hết thảy. Yêu vật phía trên cổ đăng đúng là bản thể của cổ yêu, về phần vật thể trong cơ thể Huyết Thần Tử cùng với Diêu Vân. Tất cả đều là phân thân của cổ yêu này, yêu diễm phệ thần. Huyết Thần Tử dữ tợn hét lớn, từ tiếng rít gào của hắn truyền ra, ngọn lửa phía trên cổ đăng bỗng một cái rồi tàn ra. Bản thể chân chính của cổ yêu bản thể gầm nhẹ một tiếng rồi trực tiếp lao ra. Trong nháy mắt này, yêu khí khổng lồ tràn ngập, không chỉ ở nơi này mà là toàn bộ Nam vực La Thiên trong nháy mắt bị luồng yêu khí vô cùng vô tận này bao phủ. Dường như có một cỗ tăng thương đến từ thời viễn cổ đang thức tỉnh từ tinh không chiếu xuống. Yêu khí trong toàn bộ Nam vực La Thiên lập tức khiến cho nguyên lực trong cơ thể của vô số tu sĩ trở nên bất ổn. Lại ở trên các mãnh thú trên một ít tu chân tinh tại giờ khắc này, dường như trở nên hưng phấn, điên cuồng hấp thu yêu lực. Cổ yêu kia bay ra, toàn thân tràn ngập ánh lửa, bàn tay thật lớn duỗi ra nhằm về phía Thanh Thủy chụp tới. Một chảo này ẩn chứa một loại khí tức còn muốn hống hách hơn so với các quy tắc. Hết thảy các quy tắc ở trước mặt nó tất cả đều tiêu tan. Nhất là ngọn lửa trên người nó, loại lửa này là yêu hỏa tại vô số vạn năm trôi qua không bao giờ tắt. Có thể thiêu đốt hết thảy cả trời đất. Ánh mắt Thanh Thủy lộ ra vẻ ngưng trọng, cố hết sức bay ra, 10 luồng khí đen trên tay phải xuất hiện. Đồng thời trong mắt phải ánh hồng quang chợt lóe lên, không một chút suy nghĩ liền thi triển ra cực cảnh. Một luồng sáng hồng rực giống như tia chớp từ trong mắt phải hắn xuất hiện bay ra. Cực cảnh hiện thế, lập tức tất cả mọi vật trong tinh không đều lùi lại, hết thảy toàn bộ các sinh linh khiếp sợ.
Yêu khí nồng đậm ở bốn phía trong nháy mắt cũng lập tức sụp đổ, bị hàn khí cực hạn xâm nhập nhanh chóng tiêu tan. Dường như khi phải đối mặt với cực cảnh, bất cứ thứ gì cũng không thể chống cự được. Tia chớp màu đỏ mang một cỗ khí tức cực đoan cực kỳ khủng bố, mang theo sự giết chóc của cả đời Thanh Thủy. Hình thành một luồng gió lốc cực cảnh với một tốc độ không thể tin nổi ngay lập tức nhằm thẳng đến yêu vật phía trên cổ đang tiến tới. Trong mắt cổ yêu lộ ra một tia khiếp sợ, trảo thủ của bàn tay phải cũng không thu lại mà trực tiếp ôm lấy cực cảnh. Ngay tại trong nháy mắt này, tiếng động ầm ầm sụp đổ vang lên quanh quần. Trảo thủ của bàn tay phải cổ yêu lập tức vỡ vụn, vào khoảnh khắc cực cảnh tiến nhập vào là lúc cơ thể tan vỡ. Loại tan vỡ này cũng không phải chỉ xuất hiện trên bàn tay phải của cổ yêu mà điên cuồng lan tràn trên toàn thân. Gần như trong nháy mắt, thân thể khổng lồ của cổ yêu kia nghe một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Nhưng, ngay tại khoảnh khắc cổ yêu tan vỡ, ngọn lửa phía trên cổ đang lại điên cuồng thiêu đốt, từ phía trong lại ngưng tụ ra hư ảnh của cổ yêu. Tuy rằng có đôi chút ảm đạm, nhưng tại mi tâm của cổ yêu này cũng có một đạo hồng quang lóe ra. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được bên trong hồng quang này không ngờ có lực lượng của một tia cực cảnh. Hết thảy toàn bộ thần thông nguyên thủy trên thế gian này đều do bộ tộc cổ yêu ta giáo hóa mà ra. Duy chỉ có nếu bên trong ẩn chứa một tia lực lượng của thiên đạo thì bộ tộc cổ yêu của ta không nắm được. Tuy nhiên lực lượng này hiện tại cũng thuộc về ta. Thanh âm tang thương quanh quẩn giữa đất trời nơi đây. Cổ yêu kia một lần nữa biến ảo ra, đôi mắt lộ ra luồng ánh sáng yêu dị. Trong nháy mắt hồng quang tại mi tâm chợt lóe lên, lại từ mi tâm lao ra hóa thành tia chớp nhằm thẳng đến Thanh Thủy bay đến. Nhưng, tia chớp màu đỏ này gần như vừa mới vừa xuất hiện dưới ánh mắt của Thanh Thủy. Liền một tiếng ầm vang rồi lập tức sụp đổ, hình thành một cỗ tấn công cường đại, mạnh mẽ tản ra. Thần sắc Thanh Thủy lạnh lùng, nâng tay phải lên, bình tĩnh nói: "Hứa Mộc, ngươi nhớ xem cho rõ sáu đại thần thông của sư tôn, tức thứ tư, Sơn Băng." Cổ yêu biến hóa hiện ra trên cổ đăng, trong mắt yêu khí nồng đậm, thân mình khổng lồ nhanh chóng lùi về phía sau. Ôm lấy người huyết thần tử rồi thân hình khổng lồ của nó lập tức chui vào trong cơ thể của huyết thần tử. Trong phút chốc, một tiếng gầm nhẹ thống khổ từ trong miệng của huyết thần tử truyền ra. Trên mặt huyết thần tử gân xanh nổi lên, lộ ra thần sắc rất thống khổ, phảng phất ở trên người hắn trong giây phút này có một loại đau đớn tê tâm liệt phế. Cái đầu tóc đỏ không gió tự bay của hắn nhanh chóng kéo dài, nhất là ở phía trên thiên linh cái của huyết thần tử. Hai cái sừng hư ảo không ngờ mọc ra từ trong cơ thể, đồng thời một luồng ánh sáng màu xanh tràn ngập toàn thân huyết thần tử, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn, dĩ nhiên không giống tu sĩ, mà là một cái đầu của cổ yêu. Yêu khí nồng đậm từ trong cơ thể hắn tràn ra, hai mắt huyết thần tử tập trung vào một mục tiêu. Yêu quang của cả người hắn mạnh mẽ rít gào bay ra nhằm thẳng đến Thanh Thủy. Thần sắc Thanh Thủy ngưng trọng, trong mắt phải hồng quang lại lóe lên, đang định ra tay. Bỗng nhiên thần sắc của hắn biến đổi, ngẩng mạnh đầu nhìn về phía khoảng không phía trước. Giờ khắc này, ngay cả Vương Lâm cũng ngay lập tức ngẩng đầu, hắn mơ hồ cảm giác được một luồng khí tức bổn nguyên từ trên tinh không chiếu xuống. Khí tức này không mạnh nhưng ở trong cảm giác của Vương Lâm thì dường như chỉ cần một ý niệm trong đầu của người có khí tức này thì ngay lập tức toàn thân hắn bị tan rã, hóa thành nguyên lực. Cái này, đây chính là bước thứ ba. Sắc mặt của Vương Lâm đại biến. Ngay cả huyết thần tử đang điên cuồng tại giờ phút này, thần sắc cũng trở nên biến sắc, trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Đủ rồi. Một thanh âm bình tĩnh từ từ theo tinh không truyền ra. Ngay sau đó, một thân ảnh do vô số tinh quang tạo thành bước xuống một bước, lập tức xuất hiện ở giữa Thanh Thủy và huyết thần tử. Tại khoảnh khắc xuất hiện bóng dáng hư ảo, người này nâng bàn tay lên, cực kỳ tùy ý hướng về huyết thần tử vỗ một cái. Lập tức từ miệng huyết thần tử phun ra một ngụm to tiên huyết, cổ yêu trong cơ thể bị trực tiếp bị oanh kích văng ra thoát ly khỏi cơ thể huyết thần tử. Mang theo vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm vào thân ảnh hư ảo kia. "Cổ yêu, ngươi mượn Diêu gia để khôi phục lại yêu thể, việc này ta mặc kệ. Nhưng nếu khiến cho La Thiên xảy ra sát kiếp, ảnh hưởng vào việc của liên minh thì ta lập tức hủy bất diệt yêu hỏa của ngươi." Thanh âm người này bình tĩnh, nhưng ẩn ở bên trong lại tràn ngập một khí tức, làm cho tâm thần người khác chấn động kịch liệt. Lúc này, Vương Lâm phảng phất như quay lại ngàn năm về trước, có cảm giác giống như khi mình còn là một phàm nhân nhìn thấy được tu sĩ. Hùng mạnh, sự hùng mạnh không thể tin nổi, không thể chống cự, không cách nào chống cự. Thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng cũng lập tức bị tiêu diệt bởi sự cường đại này. Người này lại nói tiếp: "Thanh Thủy Tiên Quân, tiên giới đã tan vỡ, nơi này là La Thiên Tinh Vực." Thân ảnh hư ảo kia xoay người, liếc mắt nhìn Thanh Thủy một cái. Cái liếc mắt này phảng phất là đạo yểm, nó không có uy lực, nhưng hình thành những tiếng sấm liên tiếp ầm ầm ù ù ở bốn phía xung quanh người Thanh Thủy, vang vọng trong không gian. Phảng phất như cả trời đất vào giây phút này tất cả đều phải khuất phục dưới thanh âm đó, không cho phép sự phản kháng. Thanh Thủy vẫn lạnh lẽo như trước, nhìn chằm chằm vào bóng dáng hư ảo kia, một lúc lâu sau hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hình ảnh hư ảo kia mơ hồ, không thể nhìn rõ được tướng mạo. Sau khi hắn nói hai câu này xong, song trưởng mở ra, thân mình lập tức hóa thành vô số tinh quang tràn ngập ra bốn phía. Đồng tử ở trong hai mắt của Vương Lâm co rút lại. Tinh không bị sụp đổ xung quanh nhanh chóng được thu nạp lại, khôi phục như thường, không chỉ như thế,
theo luồng tinh quang dần dần tiến ra xa tràn ngập toàn bộ Nam vực La Thiên. Tất cả các sự vật bị hủy diệt do trận chiến này tạo ra lập tức toàn bộ nghịch chuyển. Thậm chí ngay cả trên một số tu chân tinh các mãnh thú hấp thu yêu khí, ở giờ phút này yêu khí trong cơ thể vô thanh vô tức bị hóa giải. Hai người các ngươi nếu lại ra tay, ta sẽ giết toàn bộ. Lưu lại một câu nói bình thản rồi tinh quang liền biến mất, phảng phất như hết thảy các sự việc vừa rồi giống như chưa từng phát sinh. Chỉ có điều lời nói cuối cùng này sở hữu một lực lượng, có thể làm cho hết thảy các sinh linh trên thế gian này sợ đến lạnh người. Một sắc khí nồng đậm đến cực điểm. Sắc khí này chỉ cần lộ ra một nửa điểm thì đã có thể làm thiên địa biến sắc. Nếu mà toàn bộ phơi bày ra, có thể khiến cho cả tinh không run sợ. Huyết thần tử trầm ngâm một lát liền cầm cổ đăng lên. Cũng không liếc nhìn Thanh Thủy lấy một cái, một bước xoay người lại dung nhập vào thiên địa, biến mất tại chỗ. Trong tinh không chỉ còn lại có hai người là Thanh Thủy và Vương Lâm. Tâm thần Vương Lâm chấn động. Đến lúc này đang vẫn chưa bình phục lại. Cái loại rung động này, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quên. Cái hình ảnh hư ảo kia, Vương Lâm có thể xác định được, tất nhiên chính là tu sĩ ở bước thứ ba. Người này xuất hiện, không hiện lên nửa điểm phong ba, nhưng cái loại kinh sợ này đến từ bên trong linh hồn, cũng không có nửa điểm nào là không sâu đậm. Dường như kể cả người đó muốn tinh không này hoàn toàn sụp đổ, muốn cho toàn bộ Nam vực La Thiên tan rã, thì chỉ cần một ý niệm trong đầu của đối phương. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau. Hắn cưỡng ép đem áp chế rung động trong lòng, ôm quyền hướng về Thanh Thủy cung kính nói. Đa tạ, tiền bối xuất thủ cứu giúp, ân này xin ghi lòng tạc dạ. Ánh mắt Thanh Thủy nhìn về phía xa xa trong tinh không, ánh mắt lộ ra một hồi ức phiền muộn. Một hồi lâu sau, phiền muộn này tiêu tan, hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, bình tĩnh mở miệng nói. Không cần cảm tạ ta không quản ngươi làm thế nào học được hô phong. Học được cái này chính là đã trở thành đệ tử sau nhiều năm tháng của sư tôn ta, Thanh Thủy ta ở La Thiên Tinh vực không có việc gì vướng bận. Gặp được ngươi, thay mặt sư tôn an bài một chút. Trong cơ thể ngươi chưa hình thành tiên nguyên, nếu không thể tiến vào tiên trì thì không thể ngưng tụ ra tiên nguyên. Lúc này 108 tiên của Lôi Tiên Điện, 36 tiên của Thiên Cang đều có cơ hội thăng tiến vào tiên trì, ngươi có thể đi để tranh thủ một chút. Nếu là có thể thành công, ta sẽ chuyển cho ngươi Huyễn Vũ cùng với tiên thuật Tát Đậu Thành Binh. Nếu không thành công thì ngươi cùng hai tiên thuật này vô duyên. Ta cứu ngươi một lần, cũng xem như đáp trả lại một tia cơ duyên hô phong của ngươi và sư tôn. Tự mà giải quyết cho tốt. Thanh Thủy liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, có một chút do dự, nâng tay phải lên hư không một cái. Lập tức một giọt nước trong suốt giống như giọt mưa bông tuyết ngưng hóa ra, trôi nổi hướng về phía trước người Vương Lâm. Vật này ẩn chứa ba lượt tiên thuật hoán vũ, lưu lại làm phòng thân. Thanh Thủy xoay người, đi về phía hư không, dần dần đi ra xa. Trong giây phút này, trong mắt hắn vẻ phiền muộn càng thêm đậm, lẩm bẩm nói. Người này so với sư tôn còn có vẻ mạnh hơn. Chỉ có điều, ở trên người hắn ta lại thấy có một loại cảm giác rất quen thuộc. Ta nhất định đã gặp qua hắn. Vương Lâm nhìn bóng dáng đi xa của Thanh Thủy, liền trầm ngâm hồi lâu, hướng về một nơi đó hơi khom người chào. Cầm lấy giọt mưa bông tuyết, thân thủ nhoáng lên một cái, biến mất vô ảnh. Người kia, nhất định là tu sĩ ở bước thứ ba. Trong La Thiên Tinh vực này không ngờ có tu sĩ bực này tồn tại. Thân ảnh Vương Lâm dung nhập thiên địa nhằm về vị trí của gia tộc Lý Nguyên đi đến. Vấn đề là không biết ở trong Liên Minh Tinh vực còn có tu sĩ ở bước thứ ba nào nữa không. Người này quá mạnh mẽ, kể cả là tu sĩ toái nhất ở trước mặt người này cũng không còn chút sức lực để phản kháng. Thân ảnh của Vương Lâm từ trong tinh không bước ra, trong mắt lộ ra tinh quang. Tuy nhiên, từ bên trong hạt châu thiên nghịch của ta đã thấy được phương hướng của bước thứ ba, rồi sẽ có một ngày. Trong mắt Vương Lâm tinh quang càng đậm, thân mình tiến về phía trước một bước, lại dung nhập vào bên trong thiên địa, dùng xúc địa thành thốn bước đi. Bên trong Nam vực La Thiên, trên một tinh vực hẻo lánh có một tu chân tinh cấu này tên là Phá Diệt. Trước đây ở một khoảng thời gian rất xa, tên nó chẳng những hiển hách ở Nam vực La Thiên, mà thậm chí trong toàn bộ La Thiên tinh vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Gia tộc truyền thừa cấm chế thời thượng cổ, Lý gia nắm giữ Phá Diệt cấm. Gia tộc này thực lực cực kỳ hùng mạnh, từng một lần danh chấn La Thiên. Chỉ có điều sau vô số năm, Lý gia xuống dốc, Phá Diệt cấm cũng rơi rớt dần khiến cho Lý gia dần dần từ trên vị trí đỉnh cao chợt như xuống dốc không phanh. Cho đến ngày nay, sự huy hoàng của Lý gia dĩ nhiên không lưu lại được bao nhiêu, chỉ có tồn tại bên trong trí nhớ. Nhưng lại có bao nhiêu bụi bặm bao phủ làm không còn tỏa nổi ánh hào quang. Lại theo sự điêu tàn của người trong bộ tộc của Lý gia, dần dần ngay cả trong trí nhớ kia cũng mơ hồ biến mất, phảng phất như không hề tồn tại. Phá Diệt tinh lại trở nên hoang tàn vắng vẻ, không có tu sĩ thăm viếng. Ngay cả đại trận cấm chế trên Phá Diệt tinh của Lý gia lưu lại tại đây, trải qua vô số năm qua thì cũng chỉ sợ giống như Phá Diệt tinh, cũng đều không còn cách nào tồn tại. Tại trên Phá Diệt tinh này, trong tòa nhà tổ của Lý gia, khuôn mặt Lý Nguyên đang nhìn xuống dưới, ngơ ngác nhìn về phía trước. Đồng hành trên Lôi Tiên giới, hắn đối với Hứa Mộc cực kỳ cảm kích, nhất là sau khi Hứa Mộc giúp hắn thoát ra. Hứa huynh, Diêu gia đuổi giết ngươi, Lý Nguyên ta không phải không giúp, mà là ta bất lực. Trên mặt Lý Nguyên tỏ vẻ chua xót,
Hắn có tâm tương trợ nhưng với tu vi của hắn đối mặt Diêu gia, chẳng những không có tác dụng gì mà ngược lại còn làm liên lụy. Thở dài một tiếng, Lý Nguyên đứng lên ra khỏi phòng, nhìn không trung, cảnh tượng của Lôi Chi tiên giới hiện lên trong đầu hắn. Hứa huynh, nếu ngươi có thể đến đây, ta không giữ lại một chút nào đem phá diệt tâm cấm truyền cho ngươi. Lý Nguyên thì thào tự nói, bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi, nhìn chằm chằm vào không trung, một lát sau, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên đầy vui mừng. Giữa không trung, đột nhiên một làn sóng gợn xuất hiện lan tỏa về bốn phía. Phảng phất giờ phút này không trung đã biến thành một dòng suối lớn, đợt sóng gợn kia dậy lên từng trận gợn sóng nhỏ. Bên trong làn sóng gợn, bóng dáng Vương Lâm một bước đi ra. Hắn đang ở giữa không trung liền liếc mắt một cái, thấy được Lý Nguyên ở phía trên mặt đất phía xa xa, khẽ mỉm cười rồi nhằm về phía trước tiến đến. Trong từ đường của nhà tổ Lý gia, trong một ao có làn nước màu đen, hai người Vương Lâm và Lý Nguyên khoanh chân ngồi. Trong làn nước của cái ao này tản ra sự lạnh lẽo đến tận xương cốt, một dòng xoáy chậm rãi nổi lên. Chẳng qua luồng xoáy này rất yếu, quanh quẩn ở bên cạnh hai người, phía bên trong xoay tròn tạo nên các gợn sóng. Hai mắt Lý Nguyên nhắm nghiền, bên trong mi tâm một luồng ánh sáng màu đen vờn quanh. Sau khi dần dần tràn đầy thì từ thân mình hóa thành một luồng hắc tuyến, dung nhập vào bên trong nước của ao. Hắc tuyến này khi chạm tới nước ao lập tức liền giống như giao long nhập hải, lập tức bắt đầu quay cuồng kịch liệt. Ở trong ao nước này xuất hiện một gợn sóng lớn. Khoanh chân ngồi ở đối diện với Lý Nguyên, hai người bọn họ ở trong này đã thổ nạp được 3 ngày. 3 ngày trước đó khi Vương Lâm đi đến phá diệt tinh này, sau khi gặp được Lý Nguyên tự thân mời mọc đi đến nơi này để truyền thừa lại thuật phá diệt tâm cấm. Phá diệt tâm cấm này chỉ có duy nhất cầm giữ được tâm cấm thì mới có thể phát huy được hoàn toàn uy lực. Chỉ có tâm cấm kế thừa này chỉ có thể tiến hành tại từ đường của Lý gia, nếu không như vậy thì không có cách nào để truyền thừa được. Từ mi tâm của Lý Nguyên xuất ra làn hắc tuyến dung nhập vào trong ao nước, sự quay cuồng cũng đã tiêu tan. Dường như cùng với nước trong ao trở thành một thể. Đồng thời ở xung quanh thân thể của Vương Lâm, nước ao màu đen theo đó lan lên trên người, cuối cùng đọng lại ở vị trí của mi tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên mặt Lý Nguyên vẻ mỏi mệt dần dần lộ ra. Truyền thừa tâm cấm trong gia tộc bọn họ thường thường là trước lúc các tiền bối gần đất xa trời mới có thể thi triển ra, dùng để chỉ định người kế thừa trong tộc. Lúc này, hắn vì báo ân nên không chút do dự, đem tâm cấm truyền thừa trong cơ thể chia một nửa ra trao cho Vương Lâm. Vào ngày thứ 5, bộ dáng của Lý Nguyên dường như già nua đi không ít. Dường như 5 ngày này với hắn mà nói là 50 năm, hắc quang trên mi tâm giờ phút này đã trở nên rất ảm đạm. Bởi vì hơn phân nửa đã hóa thành hắc tuyến dung nhập vào trong nước ao. Bên trong toàn bộ nước ao, làn nước xoáy càng thêm kịch liệt, không ngừng xoay tròn gần giống như ngọn gió lốc. Kéo tấm thân mỏi mệt, Lý Nguyên đi đến ao nước, khoanh chân ngồi xuống, nhìn Vương Lâm trong ao nước, hắn thì thào lẩm bẩm: "Hứa huynh, ân của người Lý Mỗ đã báo đáp." Hắn nhắm hai mắt đầy áp tơ máu lại, cả người lộ ra vẻ cực kỳ u rũ, ngồi xuống thổ nạp. Vì lần báo ân này, hắn đã phải hy sinh nhiều thứ, một nửa tâm cấm được đưa ra khỏi cơ thể đã khiến cho tu vi cấm chế của hắn cũng phải tụt xuống không ít. Vương Lâm khoanh chân ngồi trong ao nước kia, luồng lốc xoáy trong ao nước càng lúc càng kịch liệt. Vào ngày thứ 6 thì hình thành một lốc nước xoáy làm cho tất cả nước trong ao dâng lên, đem toàn bộ cơ thể Vương Lâm bao vây lại. Hàn khí ở bốn phía không ngờ đông kết lại thành một màn sương lạnh buốt, thậm chí còn có chỗ kết lại thành băng. Tại dòng nước không ngừng xoay tròn kia, từng luồng hắc tuyến dung nhập vào mi tâm Vương Lâm tạo thành các hoa văn phức tạp, từng tầng lần lượt nhanh chóng trở thành lạc ấn. Vào lúc này, Vương Lâm dường như tiến vào trong một loại trạng thái cực kỳ kỳ dị, hết thảy đều có liên quan đến phá diệt cấm. Toàn bộ hiện lên trong đầu hắn cùng các kiến thức về cấm chế của hắn trước đây, từng bước so sánh với nhau rồi dần dần trở nên dung hợp. Đối với đủ loại trận pháp cấm chế huyền diệu, lại được dòng hắc tuyến kia không ngừng hạ lạc ấn ở trong tâm thần hắn, càng lúc càng khắc sâu thêm, càng trở nên sâu sắc. Ở ngày thứ 9, Vương Lâm bỗng nhiên mở to hai mắt, lập tức làn nước xoáy đen ở xung quanh thân thể, hắn bỗng ầm lên một tiếng rồi sụp đổ. Bắn mạnh về bốn phía bên ngoài, cùng lúc đó các mảng hàn khí lớn vỡ tung ra. Mắt của Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, trong hào quang này hiện lên vô số cấm chế. Lúc này, hai mắt hắn giống như có thể nhìn xuyên thấu hết thảy các cấm chế có trong trời đất. Hắn nâng tay phải lên chỉ về phía trước, lập tức tất cả các nước đen kia đang bắn hướng ra phía ngoài. Toàn bộ dừng lại ngưng tụ bay đến ở trên lòng bàn tay của Vương Lâm rồi nhanh chóng dung hợp lại, cuối cùng hóa thành một quả cầu nhỏ màu đen. Phía trên quả cầu này lóng lánh ánh sáng màu đen, lộ ra một luồng khí lạnh quỷ dị. Dưới ánh sáng chiếu rọi dường như làm cho cái từ đường này trở nên u ám, nhìn chằm chằm vào quả cầu nhỏ màu đen. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, một lát sau hắn mạnh mẽ mở ra, chộp vào túi trữ vật, lập tức từ phía trong bay ra tảng đất lớn. Tảng đất này là do hắn được Lý Nguyên chỉ điểm hắn trong Lôi Tiên giới mà thu được. Lúc này tảng đất bay ra, tay trái của Vương Lâm vung tay lên, toàn bộ dung nhập vào trong quả cầu nhỏ màu đen này. Dần dần, quả cầu nhỏ nhanh chóng cô đọng lại, đúng lúc này, Vương Lâm há miệng phun ra một luồng nguyên thần trùng kích trên quả cầu nhỏ. Lập tức luồng ánh sáng màu đen trên quả cầu nhỏ này trong nháy mắt trở nên rất đậm đặc. Dưới ánh mắt của Vương Lâm dần dần co rút lại, cải biến hình dạng,
cuối cùng trở thành một la bàn hình bát giác. Mỗi một đại phá diệt tâm cấm truyền cho người khác đều phải có được tâm cấm la bàn của chính mình. Chúc mừng Hứa huynh. Lý Nguyên ở một bên mở hai mắt mỏi mệt ra, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, sắc mặt vui mừng này rất chân thành, không có nửa điểm giả dối. La bàn trong tay Vương Lâm dung nhập vào trong đầu, biến mất trong mi tâm, chợt lóe rồi biến mất dạng. Vương Lâm tiến lên một bước đi tới trước người Lý Nguyên, ôm quyền nói: "Lý huynh, đa tạ." Lý Nguyên mỉm cười lắc đầu nói: "Hứa huynh không cần phải như vậy, ngươi đối với Lý gia của ta có ơn, việc này là vốn ta phải nên làm. Không biết Hứa huynh tính toán bước kế tiếp như thế nào?" Hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, mấy ngày trước đây hắn tiến vào phá diệt tinh này. Vào lúc cùng ôn chuyện với Lý Nguyên, liền từ Lý Nguyên này nghe thấy được nhiều việc. Thậm chí chuyện liên quan đến tên gọi mới của chính mình là Ma Đạo Tử cũng đã biết. Nghĩ đến việc Lý Nguyên từng nói việc triển khai cuộc chiến tranh đoạt 108 tiên của Lôi Tiên Điện. Lấy 4 tinh vực lớn làm địa điểm tranh đấu thì trong lòng Vương Lâm đã quyết định. Không chỉ là vì hai đại tiên thuật theo như lời của Thanh Thủy, trọng yếu nhất là còn lại là đến từ lời hứa hẹn của Hướng Gia ở Đông Lâm Tinh. 36 thiên cang tiên có thể lấy được Lôi Tiên Điện cùng với một lời hứa hẹn của hai gia tộc tu chân truyền thừa từ thượng cổ. Tinh quang trong hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, mở miệng nói: "Lý huynh có hứng thú tranh đoạt một trong 108 tiên này không?" Lý Nguyên liền trầm ngâm, một hồi lâu sau hắn cười khổ nói: "Lấy tu vi của ta mà đi thì cũng là vô dụng. Ta chuẩn bị bế quan để tiềm tu, tranh thủ có thể đột phá đạt tới âm hư." Khi nói những lời này, ánh mắt Lý Nguyên lộ ra một sự quyết đoán. Vì gia tộc có thể một lần nữa trở nên huy hoàng, hắn cũng là hạ quyết tâm lớn, bất kể như thế nào cũng muốn tranh thủ để đột phá. Vương Lâm gật đầu, bình tĩnh nói: "Lấy tư chất của Lý huynh thì việc đột phá chỉ có vấn đề về thời gian." Hắn có chút hơi trầm ngâm, vỗ vào túi trữ vật, lập tức trong tay hiện ra một miếng ngọc giản, ngưng thần một chút, Lôi Nguyên quyết năm đó được khắc ở trong này. "Lý huynh, trong ngọc giản này có một bộ công pháp, ngươi cẩn thận tu luyện, xác suất đột phá được tăng lên không ít." Lý Nguyên tiếp nhận ngọc giản, ngưng thần xem xét, cũng phải lộ ra vẻ xúc động. Lý gia hắn tuy nói kế thừa từ thời thượng cổ, nhưng cho đến ngày nay, cũng có rất nhiều điển tịch đều đã bị mất dần. Chỉ còn lại có phá diệt tâm cấm, trên thực tế cũng không bằng ngay cả một gia tộc tu chân bình thường. Loại công pháp Lôi Nguyên thuật loại này ở Lôi Tiên Điện xem ra tuy rằng không phải loại cực kỳ quý báu, nhưng cũng tuyệt đối hiếm thấy. Hắn hơi gật đầu, trầm giọng nói: "Hứa huynh, ơn sâu của ngươi, ta không thể dùng lời nói hết được. Nếu ta có một ngày nào đó đột phá xong, chắc chắn sẽ tìm đến ngươi, hai người chúng ta cùng tung hoành tại Lôi Tiên giới. Nhất định lúc đấy sẽ là việc rất vui vẻ." Khuôn mặt Vương Lâm lộ nụ cười, nói: "Lý huynh, cáo tử." Nói xong, thân hình hắn bước về phía trước một bước, trực tiếp bay ra, dưới chân tản ra sóng gợn. Cả người dung nhập vào bên trong thiên địa, biến mất hoàn toàn. 108 tiên của Lôi Tiên Điện thuộc La Thiên Tinh Vực. Lấy 4 đại tinh vực ở Đông Tây Nam Bắc là nơi tranh hùng, mở ra hồi tranh đoạt kịch liệt. Lần phong tiên này khơi dòng khai sáng lại tiên giới của La Thiên từ lúc sụp đổ, lại có tinh quân Thanh Thủy đương thời truyền pháp. Ngoài việc đó ra còn có sự hứa hẹn của hai gia tộc tu chân truyền thừa từ thượng cổ. Lại có cả gia tộc viễn cổ thần bí kia và việc có tư cách tiến nhập vào tiên trì. Hết thảy việc này không thể nghi ngờ nữa, đã đem hành động phong tiên làm trở nên đỉnh điểm. Cuộc tiến công liên minh tinh vực sắp tới, cùng với việc phong tiên này đã khiến chiến ý của toàn bộ La Thiên tinh vực càng lúc càng sôi sục. Vô số gia tộc tu chân ở 4 vùng địa vực lớn ở Đông, Tây, Nam, Bắc La Thiên. Lôi Tiên Điện lại phái ra sứ giả để chứng kiến, phân biệt tuyển ra 108 người sẽ đi Lôi Tiên Điện tiến hành cuộc chiến phong hào cuối cùng tại Nam vực La Thiên, trong phạm vi ngàn dặm bên ngoài Địa Viêm Tinh. Một trong 3 đại chủ tinh lúc này, cả một mảng tinh không mênh mông đang được bao phủ bởi một vòng hào quang rực rỡ. Bên ngoài ngàn dặm này là dày đặc đến vô biên vô hạn các tu sĩ. Đây chính là chiến trường dành để phong hào của Nam vực La Thiên. Bên ngoài ngàn dặm, rất nhiều phiến đá màu xanh trôi nổi, phía trên mỗi một phiến đá này đều có một người hoặc mấy người khoanh chân ngồi chờ đợi. Số lượng phiến đá này rất nhiều, đầy ắp bốn phía. Các phiến đá này được những khán giả các trận tranh đoạt phong tiên Nam vực La Thiên chuẩn bị. Bây giờ tại bên ngoài ngàn dặm này có tu sĩ đủ loại trình độ, không dưới mấy vạn. Đại đa số trong số những người này với tu vi của mình đều không mong đợi gì, đều đang bị vây hãm ở bước đầu tiên của tu đạo. Lần này đến nơi này ngoại trừ những người đi cùng với những người tranh đoạt thuộc gia tộc của mình, còn lại là hy vọng mở rộng tầm mắt, mục đích là chứng kiến tiên pháp. Tại vô số phiến đá màu xanh còn có không ít các phiến đá màu đỏ thẫm, phía trên này tuy cũng đều có tu sĩ ngồi, nhưng mỗi một người này trong hai mắt đều có tinh quang lóe lên, chiến ý ngập trời. Bọn họ chính là những người đã đạt công nhận đủ tư cách để tham gia vào trận tranh đoạt của Nam vực La Thiên. Các phiến đá màu đỏ thẫm này ước chừng có 300-400 cái. Nam vực La Thiên tuyển chọn ra 108 người có được tư cách tới Lôi Tiên Điện là từ những người này mà tuyển chọn ra. Giờ phút này, ngàn dặm bên trong chiến trường, hai tu sĩ đang đối kháng với nhau, đủ loại thần thông pháp thuật tràn ngập. Trình độ lực lượng ngang nhau,
các tiếng động ầm ầm vang lên quanh quẩn. Tất cả những người quan sát ở bốn phía đều tập trung tinh thần, nhất là những người tham chiến ở lượt kế tiếp thì nhìn không chớp mắt. Đương nhiên, cũng có một ít tu sĩ chỉ liếc mắt nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt lại. Hiển nhiên loại trình độ chiến đấu này không thể khiến cho bọn họ có hứng thú. Chiến Không Liệt là một trong số đó. Chiến Gia là một đại gia tộc, Chiến Không Liệt thân là người ưu tú nhất trong số các tiểu bối của Chiến Gia. Tham gia vào trận chiến phong hào lần này của Nam Vực, yêu cầu của Chiến Gia đối với hắn đó là lọt vào nhóm 10. Vị trí trong 10 người đứng đầu nếu không có gì bất ngờ thì ta chiếm được dễ như trở bàn tay. Ánh mắt của Chiến Không Liệt mãnh liệt đảo qua rồi dừng ở trên một phiến đá màu đỏ thẫm ở xa xa. Trên phiến đá này, Thân Công Hổ đang ngồi khoanh chân, hai mắt khép kín, lúc này dường như phát hiện, mở hai mắt ra nhìn về phía Chiến Không Liệt. Hai người nhìn nhau cười, liền thu hồi ánh mắt lại. Ánh mắt Thân Công Hổ thu hồi, lại hướng nhìn về hư không xa xa, vẻ mặt có chút ảm đạm. Tôn chủ bị Diêu gia đuổi giết, việc này hắn vốn định đi để trợ giúp, nhưng một lão tổ trong gia tộc tự mình ra mặt ngăn trở hành vi của hắn. Thân Công Hổ tuy rằng không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không thể không khuất phục. Nhưng nội tâm cũng cười khẩy lạnh lùng. Hắn thầm nhủ Diêu gia này trêu chọc tôn chủ thì thật sự là muốn chết. Sau đó mặc dù sự tình diễn ra ngoài dự kiến của Thân Công Hổ, nhưng ở thời điểm Diêu gia đuổi giết, tôn chủ lần lượt phản kích khiến cho một lượng lớn tu sĩ phải bỏ mình, lại được mọi người xưng hô là ma đạo tử. Cuối cùng, ở Bắc vực của La Thiên một trận chiến long trời lở đất diễn ra, khiến cho cái tên Hứa Mộc hoàn toàn vang dội. Tất cả việc này tuy bề ngoài xem dậy lên thanh danh hiển hách, nhưng với Thân Công Hổ thì để lại ấn tượng không hợp lý. Hắn vì thế trầm tư một hồi lâu, hồi tưởng lại cảnh tượng trước đây, trong nội tâm cũng dâng lên niềm chua xót. Với tâm trí của Thân Công Hổ cũng có phần đoán ra, chỉ sợ Hứa Mộc kia cũng không hùng mạnh như ta tưởng tượng. Tu vi này chỉ sợ là cũng không còn bằng ta. Mặc dù có sự tinh tiến nhưng cũng chỉ là có trình độ bằng ta, đều là dương thực đỉnh phong thôi. Ai? Nội tâm Thân Công Hổ cực kỳ phức tạp, thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía hư vô. Nội tâm đồng dạng cũng đang phức tạp, còn có Chiến Không Liệt, nỗi lòng hắn và Thân Công Hổ đều tương tự. Vào thời điểm cao trào nhất lúc Vương Lâm bị Diêu gia đuổi giết, hắn dần dần hiểu ra, lập tức để lại một nỗi lòng khổ sở. Hứa Mộc, ôi, không nghĩ tới Chiến Không Liệt ta không ngờ, cũng có một ngày bị người khác lừa bịp. Tu vi người này căn bản không phải là ta nhìn không thấu, tu vi của hắn vốn là như vậy, tại sao lại nghĩ là nhìn không thấu? Người này nhất định có kỳ ngộ ở trong lôi tiên giới cho nên mới nhưng đạt tới dương thực. Thế mà ta lại nghĩ hắn còn ẩn giấu tu vi. Mặc dù hiện tại người này tất nhiên cũng là tu vi dương thực, ta cũng nhìn lầm hắn rồi. Nội tâm Chiến Không Liệt thầm than khẽ, trong lòng cực kỳ thất vọng. Ở phía sau Chiến Không Liệt, trên một tảng đá, Chiến Vân đang khoanh chân ngồi. Nàng nhìn Chiến Không Liệt, nhìn thấy người này mặt mày đang nhăn nhó. Trong trái tim khẽ thở dài, nàng hiểu rất rõ biểu ca lại đang nghĩ tới vị tiền bối kia. Mấy ngày này, vị tiền bối kia hoàn toàn chấn động La Thiên Tinh Vực. Mỗi lần nàng nhớ tới cảnh tượng trong lôi tiên giới, trong nội tâm đều cực kỳ rung động. Nếu không nhờ có tiền bối dẫn đầu cuộc tấn công kia thì chỉ sợ hiện tại nàng dĩ nhiên đã bỏ mình. Giờ phút này, ở xa xa còn có một phiến đá màu đỏ sẫm, Đường Ngôn Phong khoanh chân ngồi ở phía trên, ánh mắt hắn âm trầm. Thấy được cảnh tượng này, hắn hừ lạnh một tiếng không nói gì. Chiến Không Liệt, Thân Công Hổ, Đường Ngôn Phong, ba người bọn họ ở Nam Vực của La Thiên đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là Nam Kỹ Tam Kiệt. Trong những khán giả ở xung quanh, ngoại trừ các gia tộc tu chân gia còn có kẻ thù. Đó là người phụ trách tranh đoạt phong hào để lựa chọn người lần này, trong đó có ba người đến từ Lôi Tiên Điện. Trong số ba người này có hai người mặc áo bào xanh, thân sắc lạnh như băng, ẩn trong hai mắt có lôi quang lóe lên. Còn có một người, trên mặt lộ ra vẻ tang thương, trên người mặc áo bào đen, hai mắt thủy chung nhắm lại, dường như hết thảy mọi việc trước mắt đều không thèm để ý. Hai sứ giả Lôi Tiên Điện mặc áo bào xanh đối với người này cực kỳ tôn kính, không chỉ có hai người bọn họ như vậy. Ngay cả ở bốn phía, các lão tổ của các gia tộc ở trong Nam Vực La Thiên này cũng cùng có thái độ này đối với lão già mặc áo bào đen, rất là cung kính. Ngoại trừ ba người này ra, các lão tổ của các gia tộc vùng Nam Vực La Thiên cũng đến đây không ít. Những người này ngồi trên các phiến đá màu trắng. Các phiến đá màu trắng này không nhiều lắm, không đến 10 cái, nhưng trên mỗi phiến này cũng đều có một người ngồi, tất cả đều có thanh danh hiển hách. Duy có một điều là lão tổ của Thân Công gia tộc và Chiến Gia hãy còn chưa tới. Trận chiến trong màn quang mạc kéo dài ngàn dặm này dần dần cũng tới hồi kết thúc. Từng luồng ánh sáng pháp thuật bắn ra bốn phía, tại nơi hai người giao chiến các gia tộc tu chân đều chăm chú xem ai thất bại. Một lát sau, một người trong đó thân mình run lên, thần thông của đối phương đã tới sát người, sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng tiên huyết chảy xuống đang nhanh chóng lùi về phía sau. Mắt nhìn thấy đối phương đang truy kích, người này thầm than, lùi nhanh tiếp về phía sau rồi trầm giọng nói. Tại hạ nhận thua. Một tiếng cười dài từ trong miệng người đang truy kích truyền ra, thân mình người này khẽ chuyển, từ bỏ việc truy kích. Trong hư ảnh của quầng sáng lay động rồi xuất hiện một người, người này một mặc áo bào màu xanh, đúng là một trong các sứ giả của Lôi Tiên Điện. Lúc hắn xuất hiện cũng đồng thời lóe ra lôi quang, dường như có tiếng sấm rít gào, ánh mắt đảo qua rồi hắn bình tĩnh nói. Lý Diệp thắng.
Ngay tại lúc bên ngoài khu vực Nam vực La Thiên, Địa Viêm Tinh đang diễn ra trận chiến phong hào. Cách nơi này hơn 10 vạn, thân ảnh Vương Lâm từ trong hư vô thiên địa biến ảo xuất hiện. Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn thoáng qua về phía xa xa. Lý Nguyên từng nói khu vực tranh đoạt phong hào ở Nam vực La Thiên được tổ chức ở Địa Viêm Tinh. Hơn nữa mỗi một người tham dự đều cần phải có lệnh bài tư cách của Nam vực La Thiên. Nếu không có lệnh bài thì sẽ không được tham chiến. Và lại một khi bắt đầu, liền đem phạm vi trong vòng 10 vạn dặm phong tỏa lại. Nếu mà đến chậm sẽ không được vào trong. Vương Lâm hừ lạnh một cái, thân mình tiến về phía trước một bước, dưới chân hắn tản ra gợn sóng. Sau hai bước như vậy, cả người lại biến mất. Bên ngoài 10 vạn dặm Địa Viêm Tinh, mỗi 1.000 dặm, toàn bộ đều có một tu sĩ khoanh chân ngồi, số lượng các tu sĩ này rất nhiều. Hình thành vòng tròn vây quanh Địa Viêm Tinh, hình thành thế phong tỏa, khiến cho người khác không được phép đi vào. Từng luồng linh lực từ trong cơ thể bọn họ tràn ra, liên tiếp bao phủ lẫn nhau hình thành một sự liên hệ chặt chẽ. Mỗi khi một vị trí có biến thì ngay lập tức sẽ bị toàn bộ mọi người phát hiện ra. Mạnh Lâm lúc này đang khoanh chân ngồi ở trong tinh không, trong thần sắc lộ ra sự khó chịu. Hắn vốn là người trong một gia tộc cực mạnh ở Địa Viêm Tinh, ban đầu vốn định muốn mượn cơ hội tranh đoạt phong hào này để có thể quan sát đầy đủ các loại tiên thuật, nhưng lại bị gia tộc phái đến nơi này, trong lòng rất là bực bội. Nghĩ đến mấy người cùng thế hệ trong gia tộc, sau khi biết rằng mình bị an bài thủ hộ ở nơi này, biểu tình của đám người kia vui sướng khi thấy người khác gặp họa, lại càng làm cho Mạnh Lâm càng thêm phiền muộn. Mặc dù là muốn hạ quyết tâm đả tọa, nhưng bất kể như thế nào cũng không làm được. Tranh đoạt phong hào tiên nhân lần này, nhất là tam kiệt của Nam vực kia, bọn họ có đủ mọi loại thần thông thuật. Nếu có thể nhìn được thì nhất định đối với bản thân mình thật là có được vô số điểm tốt lớn lao. Ôi! Mạnh Lâm cảm khái than thở, tu vi của hắn chỉ là anh biến hậu kỳ và lại bị đình trệ rất lâu rồi, thủy chung không thể bước vào vấn đỉnh. Thời khắc này đang ngồi thở ngắn than dài, đột nhiên đồng tử hai mắt hắn co rụt lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Chỉ thấy bên ngoài trăm trượng trước mặt của Mạnh Lâm, trong hư không kia bỗng nhiên xuất hiện một gợn sóng bé. Ê! Ao động một chút rồi từ bên trong này bước ra một người. Toàn thân người này mặc áo trắng, tóc đen không gió tự động bay phất phới, nhất là hai mắt lộ ra một thứ ánh sáng rất khó có thể nói rõ. Ánh mắt Mạnh Lâm mới lần thứ nhất nhìn đến lập tức trong đầu liền ầm một tiếng, phảng phất vô số tiếng sấm điên cuồng nổ vang ở bên tai. Nguyên thần trong cơ thể suýt nữa sụp đổ, linh lực lập tức tan rã, từ trong cơ thể trực tiếp thoát ly bay ra. Cả người hắn trong nháy mắt này mất đi tri giác. Bóng dáng của Vương Lâm nhoáng lên một cái, đi qua bên người Mạnh Lâm, mãi cho đến lúc đi ra rất xa, Mạnh Lâm lúc này mới có thể tĩnh thần lại. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ mê man, quay đầu lại nhìn lại, nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy được. Kỳ quái, như thế nào vừa rồi lại hoảng hốt như vậy? Mạnh Lâm gãi gãi đầu, nghĩ không ra nguyên nhân, thở dài rồi bắt đầu ngồi xuống thổ nạp. Kỳ dị chính là lần thổ nạp này không như các lần trước không thể thành công, chỉ trong một lát cả người liền chìm vào trong tu luyện. Trong 10 vạn dặm của Địa Viêm Tinh, Vương Lâm vẫn chưa dung nhập vào thiên địa, mà là từng bước một, sử dụng một tốc độ càng lúc càng nhanh tiến về phía trước. Hắn sở dĩ không dung nhập vào thiên địa, sử dụng xúc địa thành thốn là bởi vì cuộc chiến này đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Thông qua từng bước một này, tâm tình hắn càng thêm bình lặng, song cái vẻ bình lặng này thật đáng sợ. Một cỗ chiến ý theo từng bước đi này lại càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng lợi hại, càng lúc càng vượt lên về phía trước. Chiến ý này, theo bước chân không ngừng thẳng tiến của Vương Lâm, điên cuồng nổi lên. Cuối cùng, phảng phất ở phía sau Vương Lâm hình thành một luồng gió lốc. Luồng gió lốc này quá mạnh mẽ, phía trong ẩn chứa chiến ý ngập trời ngập đất của Vương Lâm. 108 tiên, cái ta muốn không phải là 72 địa sát, mà là 36 thiên cang. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, cái hắn rất cần là phải thắng, nhất định phải thắng. Muốn tranh đoạt tư cách 108 tiên bên trong Nam vực La Thiên, thì chỉ cần là tu sĩ bước đầu tiên có tu vi vấn đỉnh là đủ. Chiến ý biến thành luồng gió lốc, ở phía sau Vương Lâm điên cuồng tràn ngập ra, khiến cho khí thế cả người hắn không ngờ mơ hồ dung hợp cả thiên địa. Hơn nữa trong luồng gió lốc này, lại có hai con cá hai màu trắng đen âm dương khuếch tán ra một cách mạnh mẽ. Một luồng sóng gợn tràn ra, quét ra phạm vi mấy vạn dặm, vẫn còn đang không ngừng mở rộng. Chiến ý từ trong lòng Vương Lâm biến thành, giờ phút này trong lòng hắn chất chứa sát khí của thiên địa. Thêm nữa, trên đầu mái tóc đen bay phất phới, khiến cho hắn ở giờ khắc này mới thoạt nhìn phảng phất như một pho tượng ma tiên. Áo trắng trên người hiển lộ ra, không phải màu trắng của tuyết, mà là sắc trắng của cốt xương. Một trận chiến này, Vương Lâm chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn phải thắng một cách cực kỳ nhanh chóng. Giống như trận chiến này phải hoàn toàn dương danh ở La Thiên. Chỉ có như vậy mới có thể nhằm vào người của Hướng gia đưa ra yêu cầu, khiến cho Hướng gia không thể không coi trọng tư cách của hắn. Uyển Nhi. Thú ý trong mắt của Vương Lâm nồng đậm đến cực điểm, nhưng tại điểm cực hạn này lại còn có một tia bi ai thủy chung tồn tại. Sự bi ai này là đến từ Uyển Nhi của hắn. Hắn thủy chung nhớ rõ, khi một giọt nước mắt cuối cùng của Lý Mộ Uyển rơi xuống, thì toàn bộ thế giới ở trước mắt hắn trở nên sụp xuống. Và cảm giác toàn bộ không trung hư vô đều lâm vào bi ai và tịch mịch.
Hắn vĩnh viễn cũng không thể nào quên vào thời điểm vấn đỉnh, vì trong lòng không từ bỏ, cam nguyện với tình cảm yêu dấu của mình nên vì thế mà nghịch tu. Đi vào La Thiên Tinh vực này hắn đã trải qua rất nhiều trận chiến. Tất cả việc này, toàn bộ đều làm sao để Uyển Nhi sống lại. Năm đó, trong lời nói của nữ tử hướng ra bị phong ấn trong bức tranh kia phảng phất như vô số tiếng sấm quanh quẩn, làm rung động ở trong lòng Vương Lâm. Những lời này chính là một nguyên nhân căn bản khiến hắn đi vào La Thiên Tinh vực. Hắn không thể bại. Còn có ước định của Thanh Thủy cũng khiến Vương Lâm không thể bại. Mang theo loại tín niệm cực đoan này, mang theo chiến ý bất bại, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm điên cuồng vận chuyển. Chiến ý phía sau hắn biến thành luồng gió lốc lại trở nên bành trướng, phía trong này tốc độ xoay tròn của hai con cá âm dương trở nên nhanh hơn. Chiến ý mạnh mẽ này điên cuồng tản ra, trong phút chốc, lan ra mấy vạn dặm trong địa viêm tinh. Theo từng bước đi của Vương Lâm, dần dần tốc độ hắn trở nên cực nhanh. So với tiếng sấm đánh, so với luồng sao băng, so với giải cầu vồng thì phải nhanh hơn gấp mấy lần. Với loại tốc độ này, cả người Vương Lâm trực tiếp xuyên vào bên trong 3.000 dặm của địa viêm tinh. Tại đây, trong nháy mắt, trong màn ánh sáng bên ngoài 10.000 dặm của địa viêm tinh, hai tu sĩ đang giao chiến lập tức sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ánh mắt lộ ra sự kinh hãi. Thậm chí còn quên chém giết lẫn nhau, mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn thẳng chằm chằm phía xa xa kia. Cái ngọn nguồn mà làm cho tâm thần bọn họ chấn động kịch liệt. Giờ khắc này, chẳng những là hai người bọn họ, tất cả bốn phía trong vòng ngàn dặm, gần như thần sắc toàn bộ mọi người đều biến hóa. Đều nhanh chóng nhìn về phía xa xa. Trong số sứ giả của Lôi Tiên Điện, hai người đàn ông mặc áo bào màu xanh kia cũng biến sắc. Trái tim tăng tốc đập nhanh hơn, máu toàn thân dường như bắt đầu dừng lại. Chỉ có nguyên lực ở trong cơ thể đang sử dụng tốc độ đáng sợ tự động vận chuyển, dường như nếu không làm như vậy thì không thể chống cự được. Mấy lão tổ của các tu chân gia tộc bên cạnh đang ngồi cũng phải mở đôi mắt nhìn chăm chú về hướng xa xa. Khuôn mặt lộ sự giật mình, tinh quang trong hai mắt lóe ra, lộ ánh sáng dọa người. Chiến ý thật là mạnh mẽ. Đến bọn họ còn như thế, lại càng không dùng từ ngữ gì để tả nổi cảm giác của những người khác. Trong vòng ngàn dặm, tất cả các tộc nhân đang ngồi trên các tảng đá, toàn bộ ánh mắt đều lộ vẻ khiếp sợ, nhìn về hướng xa xa. Linh lực trong cơ thể bọn họ chuyển động điên cuồng, gần như không bị chính bản thân họ khống chế. Bởi chiến ý khổng lồ không thể tin nổi kia áp xuống, bọn họ nếu không làm như vậy thì lập tức sẽ tâm thần bị tổn thương. Chiến ý này quá đậm, chiến ý này quá mạnh mẽ, chiến ý này quá mức bá đạo. Chiến. Chiến ý vô cùng này dường như hóa thành một chữ chiến, giống như âm thanh bạo nổ, ầm ầm ù ù. Quanh quẩn bên tai tất cả tu sĩ trong vòng ngàn dặm. Chữ chiến này không có tiếng động, nhưng ở giờ khắc này cũng có thể làm cho bên trong tâm thần mọi người cảm nhận được mà trở nên chấn động. Trong đó một ít tu sĩ có tu vi không cao lập tức liền phun ra tiên huyết ngay lập tức bị thương. Bọn họ bại, đó là thua ở chiến ý này, trong lòng nổi lên ý niệm không thể chống cự. Trong nháy mắt, hai mắt thân công hổ mạnh mẽ mở ra, hắn đứng lên một cách dứt khoát. Một luồng khí tức không thể chống cự đến từ trong linh hồn, giống như một hồng thủy đang tấn công. Lại ở trong tâm thần hắn, phảng phất xa xa trong hư không ở phía trước, có một cái đầu mãnh thú thời viễn cổ đang từng bước một đi tới. Chiến ý vô cùng kia làm kích thích sôi trào nhiệt huyết của hắn, khiến cho hắn phảng phất trong lòng như đang nghẹn lại. Nếu không nhổ ra thì lập tức sẽ bị thương. Cái này cũng không phải là điểm mấu chốt là chỗ đó là trong chiến ý này có một luồng khí tức má thân công hổ rất quen thuộc. Trong lòng hắn sự chua xót và nghẹn ngào lần lượt thay đổi, hình thành một nỗi lòng phức tạp, tràn ngập cả toàn thân. Tôn, tôn chủ. Thân mình thân công hổ run rẩy, hắn vốn nghĩ rằng chính mình đã thất vọng. Vốn nghĩ rằng chính mình đối với tôn chủ đã mất đi sự tin tưởng, vốn tưởng rằng chính mình đã bị đối phương lừa bịp. Dường như đã trở thành một người ngốc nghếch. Nhưng tại thời điểm này, trong lòng hắn hiện ra một cỗ lực lượng dũng mãnh. Lực lượng này khiến hắn lại trở nên kích động, chỉ có điều cái sự kích động lúc này đây cũng còn có một chút không cam lòng. Một tiếng giống rít gào của thân công hổ hóa thành một luồng khí tức khổng lồ lượn lờ toàn thân. Hơi thở này vờn quanh, lại hấp thu nỗi lòng phức tạp ở thời điểm này của thân công hổ. Cuối cùng cũng đồng dạng hóa thành một luồng chiến ý ngập trời bay ra, phảng phất hình thành một con cự long hướng về phía xa xa giống giận. Chẳng những là hắn, giờ phút này chiến không liệt cũng đứng lên, nhìn chằm chằm về phía trước. Hắn không giống như thân công hổ có thể phát giác sự tiến đến của Hứa Mộc, nhưng hắn lại có thể theo từ trong chiến ý này tìm được một tia quen thuộc, mang theo sự phỏng đoán trong lòng, mang sự bức áp đè nén của chiến ý, mang theo cái sự khí thế bất khuất trong thiên địa của hắn thân là người của chiến gia. Sau khi tiếng rít gào của thân công hổ, cả người hắn phảng phất một thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ, bộc phát ra một luồng chiến ý ngập trời. Chiến ý này đồng dạng hóa thành cự long, như là một con rồng kiếm khí từ trong cơ thể hắn lao ra. Đường Ngôn Phong chậm rãi đứng lên, một cỗ sắc khí nồng đậm từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Cả người hắn phảng phất như một tia chớp, một bước tiến lên thẳng tiến đến cỗ chiến ý trước mặt. Hai mắt hắn lạnh lẽo, sắc khí long trời lở đất. Sắc khí này và chiến ý dung hợp hình thành một luồng gió lốc mạnh mẽ quét ngang ra. Cùng với chiến ý của thân công hổ, chiến không liệt dung hợp, điên cuồng tiến về phía trước đối kháng. Dưới áp bách lúc này,
đồng dạng cũng bị kích phát ra chiến ý trong người, cũng không phải chỉ có ba người bọn họ. Gần như một lúc sau, lục tục liền có 10 đạo chiến ý phóng lên cao. Mang theo ý niệm trong đầu không khuất phục, phảng phất như tiếng sấm, tiếng ầm ầm ù ù bắt đầu truyền lại. Cảnh tượng này khiến cho tất cả tu sĩ ở bốn phía toàn bộ đều khiếp sợ. Duy nhất có lão già mặc áo bào đen đến từ Lôi Tiên Điện kia thủy chung thần sắc vẫn bình tĩnh, hai mắt khép kín, không có nửa điểm biến hóa. Đủ loại chiến ý biến thành các luồng gió lốc lập tức va chạm cùng luồng chiến ý áp bức kia của Vương Lâm. Sau một tiếng nổ ầm vang động trời, dường như trong vòng ngàn dặm tinh không đều run rẩy, Vương Lâm toàn thân áo trắng từ xa xa từng bước một đi tới. Theo sự tiến đến của hắn, ở phía trước hắn, chiến ý của mọi người giống như một thực thể, từng điểm bị đè xuống. Giờ phút này hai mắt của Vương Lâm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, giờ phút này sát khí trong tâm thần. Hắn như lửa chiến đấu ngập trời, không một chút nào nhân nhượng áp chế xuống. Một tiếng gầm nhẹ quanh quẩn, Đường Ngôn Phong cả người trực tiếp lao lên. Trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ tản mát ra kiếm khí kinh người. Theo nguyên lực toàn thân hắn vận chuyển lại có từng trận thần thông, từ trên người hắn bay ra hóa thành một đóa hoa sen màu đỏ. Vờn quanh rồi dùng hết sức lực lao thẳng đến Vương Lâm. Ở phía sau hắn, còn có một ít tu sĩ tại đây cố gắng đè ép chiến ý xuống mà không được, hăng hái bay lên nhằm về phía Vương Lâm. Ánh sáng lạnh lẽo trong hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, một bước tiến lên, tay phải nâng lên. Lập tức trong nguyên lực trong cơ thể ầm ầm tự động hóa thành một luồng gió lốc, ầm một tiếng, tràn ngập bốn phía. Tu vi khuyên nhất sơ kỳ trong giờ phút này, từ trong cơ thể Vương Lâm toàn bộ xuất ra, quét ngang thiên địa. Nguyên lực điên cuồng bay ra, hai mắt Đường Ngôn Phong lộ ra một tia kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới rằng tu vi người trước mắt không ngờ đột phá dương thực, đạt tới khuyên nhất. Ngay tại nháy mắt hai mắt đang hoảng sợ này, Vương Lâm một bước tiến lên. Trảm La Quyết trực tiếp lóe lên, xuất hiện rồi dừng ở trên thanh trường kiếm màu đỏ của Đường Ngôn Phong. Kiếm này nghe ầm một tiếng rồi lập tức vỡ vụn, hóa thành nhiều mảnh nhỏ. Ở khoảnh khắc Đường Ngôn Phong đột nhiên thẫn thờ, Vương Lâm tiến tới bên người, song chỉ thành kiếm phá hủy hết thảy thần thông của đối phương, khiến cho đóa sen màu hồng bên ngoài thân thể của Đường Ngôn Phong trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Tiếng động ầm ầm vang vọng, song chỉ của tay phải Vương Lâm không có nửa điểm tạm dừng, trực tiếp đặt tại trước ngực Đường Ngôn Phong. Phịch một tiếng, Đường Ngôn Phong há miệng phun một ngụm lớn tiên huyết, bay ngược xuống. Tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên trong cơ thể, lại có vô số lôi quang phát ra, nguyên thần bị thương nặng, lăn lộn dưới mặt đất. Hết thảy các việc này hoàn thành đều là chỉ ở trong chớp mắt, nhanh không thể tin nổi. Với tu vi khuyến nhất của Vương Lâm để đánh lui một dương thực đỉnh thì thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Nếu trong tâm của hắn có ý định giết người thì dưới cái chỉ kia nhất định sẽ khiến Đường Ngôn Phong phải bỏ mình. Lúc này hắn khẽ thu chỉ lại, con mắt thứ ba của hắn ở mi tâm bỗng mở ra một cái. Ánh hồng quang bùng lên, theo cái xoay người của Vương Lâm, một màn hồng quang tản ra. Một đám tu sĩ tiến ở phía sau Đường Ngôn Phong tất cả đều thần sắc đại biến. Đủ loại thần thông bên ngoài cơ thể bọn họ toàn bộ bị hóa thành bổn nguyên. Cả đám người miệng phun tiên huyết, phảng phất bị thương nặng, trực tiếp rơi rụng trở lại. 108 tư cách của Nam Vực La Thiên, Hứa Mỗ phải đứng thứ nhất. Vương Lâm ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng. Hứa Mộc. Trong đám tu sĩ ở bốn phía lập tức có người kinh hãi hô lên. Ma đạo tử Hứa Mộc. Hắn chính là Hứa Mộc, ta đã tận mắt gặp qua. Hứa Mộc. Hứa Mộc ở La Thiên Tinh Vực. Người này bị Diêu gia truy sát, cuối cùng cũng khiến cho Diêu gia đại bại mà quay trở về, dưới vòng trời này, vẫn là một đệ nhất nhân không thể bị thương tổn. Nghe đồn Diêu gia lần này tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, bị tên ma đạo tử Hứa Mộc này giết hại rất nhiều tộc nhân. Không chỉ như thế, rất nhiều gia tộc tu chân lúc trước tham dự cuộc chiến của Diêu gia, cho tới bây giờ đều thấp thỏm không yên, một khi Hứa Mộc này còn sống, bọn họ sẽ còn phải lo lắng bị trả thù. Đủ loại âm thanh bàn luận sau một lát trầm ngâm cũng bùng phát ra. Cái tên Hứa Mộc này trong La Thiên Tinh vực quá lớn, gần như không ai là không biết. Thân công hổ ngơ ngác nhìn Vương Lâm, sự phức tạp trong lòng mạnh mẽ dâng lên. Chỉ là lúc này, trong một khắc, tu vi khuyên nít sơ kỳ của Vương Lâm làm cho hắn chấn động. Loại khiếp sợ này từ sâu trong lòng hắn tràn nhập, mạnh mẽ xuất hiện khắp toàn thân. Hắn thật sự không rõ người trước mắt rốt cuộc có đúng là người mà mình nghĩ hay không. Chiến không địch cũng ngây ra như vậy, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chiến ý mang lại cảm giác quen thuộc kia không ngờ lại là của Vương Lâm. Nhất là tu vi của Vương Lâm hiện giờ đã khiến hắn ngơ ngác hoàn toàn. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn là vấn đỉnh hậu kỳ, lần thứ hai là cảnh giới dương thực. Lúc này lần thứ ba, cũng đã đạt tới khuyên nít sơ kỳ. Hắn thật sự không có ẩn giấu tu vi sao? Chiến không liệt vô cùng bối rối. Tiền bối. Chiến Vân ở bên cạnh Chiến không liệt mang theo một vẻ ngạc nhiên vui mừng, nhanh chóng bay đi. Dừng ở cách Vương Lâm hơn 10 trượng, lập tức ôm quyền, thần sắc cực kỳ cung kính. Không chỉ có nàng, giờ phút này trong vòng vạn lý của Địa Diêm Tinh, còn có những người ngày đó đã được Vương Lâm đưa ra khỏi Lôi Tiên giới. Bọn họ cực kỳ xúc động, đều bay đến, lập tức khom người bái kiến. Nhìn thấy những người này, Vương Lâm khẽ gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng quát khẽ âm trầm từ trên một tảng đá lớn phía xa xa truyền tới.
Trên tảng đá kia có một lão già đang khoanh chân ngồi, bên người lão già còn có Đường Ngôn Phong đang nằm hôn mê. Ngươi có tư cách gì mà muốn làm đệ nhất nhân thứ 108 của La Thiên Tinh vực ta? Ngươi không có tư cách tham chiến. Hành động của ngươi như vậy, khác nào coi thường tất cả tu sĩ của La Thiên Tinh vực ta. Lão già nhìn chằm chằm Vương Lâm, mắt lộ sắc khí. Theo hắn quan sát, Hứa Mộc này tuy không giết Đường Ngôn Phong, nhưng khiến cho Đường Ngôn Phong trọng thương. Cho dù thương thế có khôi phục thì tu vi cũng sẽ giảm đi rất nhiều, trận tranh đoạt phong tiên lần này cũng không thể có một chút cơ hội. Vương Lâm thần sắc lạnh như băng, nhìn về lão già phía xa xa. Đúng lúc này, cách Vương Lâm trăm trượng, xuất hiện một trung niên tu sĩ. Người này là một trong những người mà Vương Lâm cứu trong Lôi Tiên giới. Hắn trầm ngâm một lát, cắn răng một cái, mạnh mẽ nhìn lão già Đường gia, trầm giọng nói: "Ta là người của Trần gia trong La Thiên Tinh vực tiến cử Hứa tiền bối có tư cách tham chiến. Không biết Trần gia ta có tư cách này hay không?" Lão già họ Đường ánh mắt lóe lên, không nhìn về hướng tu sĩ trung niên này, mà nhìn một trong những lão tổ của Trần gia đã tiến đến cách đó không xa. Giờ phút này, lại có một tu sĩ bước ra. Tu sĩ này có chút già nua, sau khi bước ra nhìn về phía lão già họ Đường, trầm giọng nói: "Triệu gia ở La Thiên Tinh vực tiến cử Hứa Mộc tiền bối có tư cách tham chiến. Không biết Triệu gia ta trong mắt Đường lão tiền bối có tư cách này không?" "Lý gia của La Thiên Tinh vực tiến cử Hứa tiền bối có tư cách tham chiến. Không biết Lý gia ta có tư cách này không?" Một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu tím tiến lên một bước, nhìn về phía lão già họ Đường. "Trịnh gia cũng tiến cử Hứa tiền bối, không biết Trịnh gia ta có tư cách này không?" Đến đây thì cũng khép lại tập 183 tiên nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những